Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn một cái vấn đề mà tôi nghĩ nó cũng rất là quan trọng đối với những người mà truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL. Thì đó là thứ tự thực hiện các cái mệnh đề trong một cái câu lệnh truy vấn của SQL. Thì các bạn biết rằng là khi các bạn viết các cái truy vấn trong SQL thì các bạn gặp những cái vấn đề là làm sao để viết cái đó đúng, làm sao để kết quả nó chạy ra như cái mong đợi của các bạn, và đặc biệt là các bạn phân tích được cái truy vấn của các bạn như thế nào. Thì cái phần mà quan trọng nhất là các bạn phải hiểu được cái thứ tự thực hiện của các cái mệnh đề trong một câu lệnh, trong một khối lệnh truy vấn SQL, thì nó giúp cho các bạn có thể tự tin hơn trong cái việc các bạn có thể hiểu được câu lệnh SQL, kết quả hoạt động của lệnh SQL, và các bạn có thể phân tích và viết ra những câu lệnh SQL nó tốt hơn. Thì các bạn biết rằng là một cái câu lệnh SQL thông thường ấy, thì nó gồm có những cái mệnh đề như là mệnh đề select này, from này, where, group by, having và order by và limit. Thì thông thường đó là những cái mệnh đề mà nó thường xuất hiện trong cái câu lệnh SQL. Thì khi viết thì các bạn sẽ viết theo trật tự như thế này, nhưng mà cái thứ tự thực hiện thì nó lại khác. Trong cái thứ tự thực hiện của các cái mệnh đề này thì nó lại như sau. Thứ nhất là các bạn hình dung là đây là cái thứ tự thực hiện các mệnh đề, thì theo thứ tự trên xuống. Khi các bạn viết thì ví dụ các bạn viết là select, from, where, group by, having, order by, ví dụ đấy. Thì nhưng mà khi SQL thực hiện theo thứ tự như thế này. Thứ nhất là cái mệnh đề from. Cái mệnh đề from ở trong các lệnh SQL nó giúp cho các bạn có thể là xác định được là cái dữ liệu các bạn lấy trong cái bảng nào, hoặc là nếu các bạn có nhiều cái bảng thì các bạn nối lại ở đây. Đó là sao từ của from. Ví dụ các bạn dùng inner join thì các bạn nối các bảng lại đây, thì đầu tiên là nó sẽ lấy các bảng sau from này. Cái thứ hai nữa là nó cái mệnh đề where, cái thứ tự thực hiện thứ hai là nó sẽ sử dụng cái mệnh đề where. Các bạn biết là cái mệnh đề where trong SQL là dùng để lọc cái dữ liệu ra, tức là lọc theo từng dòng, tức là đối với những cái bảng ghi hoặc cái dòng mà thỏa mãn cái điều kiện, thì điều kiện này chính là những cái biểu thức logic hoặc là các phép toán quan hệ. Thì các bạn có thể hình dung là nó sẽ sử dụng cái mệnh đề where này để lọc cái dữ liệu ra. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ group by, sử dụng cái mệnh đề group by để nó nhóm các cái đối tượng lại theo từng nhóm. Nó group tức là nhóm các đối tượng lại theo từng nhóm. Và cái thứ tư là having, tức là sử dụng cái mệnh đề having để nó thực hiện lọc cái dữ liệu nhưng mà trên từng nhóm. Tức là cái điều kiện having này á, là cũng là một cái điều kiện nhưng mà điều kiện này là trên từng nhóm. Các bạn chú ý là cái mệnh đề where này á, thì điều kiện nhưng mà trên từng dòng. Tức là mỗi một dòng dữ liệu thì nó lấy ra và nó kiểm tra thì đúng không. Ví dụ trong trường hợp này nó xem thử là cái ngày đặt hàng là trong quý 1 và năm 2070, ví dụ thế. Nhưng mà cái mệnh đề having á, thì là sau đó là một cái điều kiện trên từng nhóm. Và cái thứ như vậy là cái thứ tư là cái dùng cái mệnh đề having. Cái thứ năm là nó sẽ select, dùng cái mệnh đề select để nó lọc ra các cái thuộc tính, các cái cột ở trong cái dữ liệu mà các bạn cần xem. Và cái thứ sáu là nó sẽ sắp xếp cái quả truy vấn lại, sắp xếp có thể sắp xếp tăng dần giảm dần. Và cái thứ bảy là nó sử dụng cái mệnh đề limit này, tức là để nó giới hạn cái số dòng lại. Thì trong trường hợp SQL nó dùng cái mệnh đề top ở đây. Thì ở đây các bạn hình dung là nó đây là cái trật tự. Như vậy là cái trật tự viết thì các bạn viết là select, from, where, group by, having, order, nhưng mà cái thứ tự thực hiện câu lệnh nên thứ thực hiện như này là from, where, group by, having, select, order và top top này, tức là limit này. Thì đây là cái thứ tự thực hiện một cái câu lệnh như vậy. Tôi ở đây tôi minh họa cho các bạn một cái truy vấn ở đây. Ví dụ như trong trường hợp này là ta sẽ lấy một cái bộ dữ liệu, ta có một cái bảng order. Thì các bạn hình dung một cái truy vấn này á, là gì? Tức là cái truy vấn này á, là nó kết quả truy vấn này là gì? Thứ nhất là nó sẽ lấy dữ liệu trong bảng order này. Cái thứ hai nó lọc ra những cái đơn hàng mà trong quý 1 của năm 2017, tức là cái order day nó between, tức là nằm trong cái khoảng từ ngày 1 tháng 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng tháng 3 đấy, là quý 1 đấy. Thì sau đó là như vậy, đầu tiên là nó sẽ lấy dữ liệu trong bảng order này ra. Sau đó thứ hai là nó sẽ lọc ra những cái đơn hàng mà có cái ngày đặt hàng là trong quý 1 và 2017. Sau đó nó nhóm lại, group by lại, nhóm theo từng cái khách hàng. Nhóm thì customer ở đây đó là cái mã khách hàng đấy, và sau đó nó sử dụng cái điều kiện trên từng nhóm, tức là cái count của cái order ID này lớn hơn bằng 2. Tức là gì? Tức là nó chỉ lấy ra những cái khách hàng mà trong cái quý
gọi là quý 1 của 2017 có cái đặt từ hai đơn hàng trở lên, và trong trường hợp này là nó sau cái nhóm lại thì nó sẽ đếm trên các cái đơn hàng ở đây. Và cái thứ năm, như vậy là thứ năm là nó sẽ select ra hai cái cột, sẽ cột thứ nhất là like customer ID, và cái thứ hai nữa là nó đếm cái số đơn hàng ở trên từng cái customer ID, và nó đặt lại cái tiêu đề. Cái này tôi đặt lại cái tiêu đề là total order này. Và cái thứ sáu là người ta sắp xếp lại, thứ sáu là nó sẽ sắp xếp lại theo cái tổng cái đơn hàng từ descending, tức là giảm dần, tức là khách hàng nào có cái số đơn hàng cao nhất thì cao hơn thì đứng trước, ví dụ thế. Đây, và cuối cùng là anh sử dụng cái top đây, top 10 là anh lấy ra 10 cái khách hàng mà có cái số đơn hàng là cao nhất. Như vậy á, tóm lại là gì, cái của cái truy vấn này, cái của truy vấn này là gì, nó gồm có hai cái cột. Cột thứ nhất là mà cột thứ nhất là mã khách, cột thứ hai là cái số đơn hàng người ta đặt. Như vậy là ở đây là gì, kết quả truy vấn này là nó đưa ra 10 cái khách hàng mà có cái số đơn hàng là gì, đặt trong quý 1 của năm 2017 là từ cái hai cái đơn hàng trở lên và được sắp xếp giảm dần, tức là 10 cái khách hàng mà có cái số đơn hàng cao nhất ở trong quý 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 gọi là quý 1 của năm 2017. Thì ý là các bạn hình dung là cái việc mà các bạn hiểu được cái trật tự này, cái việc mà các bạn hiểu được trật tự thực hiện câu lệnh ở trong SQL, nó giúp cho các bạn có thể tự tin để viết các cái truy vấn, cũng như là hiểu được các kết quả của các cái truy vấn, phân tích được kết quả các truy vấn, và các bạn có thể viết được các cái truy vấn là nó hiệu quả hơn, tốt hơn khi các bạn sử dụng truy vấn dữ liệu với SQL. Xin chào các bạn.